Này các thiên tử, vì lìa pháp không quên mất, nên lìa chân như, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Vì lìa tánh luôn luôn xả, nên lìa chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ. Này các thiên tử, vì lìa pháp không quên mất, nên lìa thánh đế khổ tập diệt đạo. Vì lìa tánh luôn luôn xả, nên lìa thánh đế khổ tập diệt đạo. Này các thiên tử, vì lìa pháp không quên mất, nên lìa bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Vì lìa tánh luôn luôn xả, nên lìa bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Này các thiên tử, vì lìa pháp không quên mất, nên lìa tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ. Vì lìa tánh luôn luôn xả, nên lìa tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ. Này các thiên tử, vì lìa pháp không quên mất, nên lìa bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Vì lìa tánh luôn luôn xả, nên lìa bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo. Này các thiên tử, vì lìa pháp không quên mất, nên lìa pháp môn giải thoát không, vô tướng, vô nguyện. Vì lìa tánh luôn luôn xả, nên lìa pháp môn giải thoát không, vô tướng, vô nguyện. Này các thiên tử, vì lìa pháp không quên mất, nên lìa bậc cực hỷ, bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệp tọa, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tọa, bậc pháp vân. Vì lìa tánh luôn luôn xả, nên lìa bậc cực hỷ cho đến bậc pháp vân. Này các thiên tử, vì lìa pháp không quên mất, nên lìa năm loại mắt, sáu phép thần thông. Vì lìa tánh luôn luôn xả, nên lìa năm loại mắt, sáu phép thần thông. Này các thiên tử, vì lìa pháp không quên mất, nên lìa 10 lực Phật, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Vì lìa tánh luôn luôn xả, nên lìa 10 lực Phật, cho đến 18 pháp Phật bất cộng. Này các thiên tử, vì lìa pháp không quên mất, nên lìa trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Vì lìa tánh luôn luôn xả, nên lìa trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Này các thiên tử, vì lìa pháp không quên mất, nên lìa tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa. Vì lìa tánh luôn luôn xả, nên lìa tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa. Này các thiên tử, vì lìa pháp không quên mất, nên lìa quả dự lưu, nhất lai, bất hoàn, A-la-hán. Vì lìa tánh luôn luôn xả, nên lìa quả dự lưu, nhất lai, bất hoàn, A-la-hán.